nghe mấy người làm giọng người lương có nhiều đâu, à, tài xế cho tiền mấy tụi không, mấy nhân viên văn phòng lương cao hơn, còn mấy thằng bảo vệ các cậu bên ngoài thì sắp số thì tự thấp lắm. Grab về ông nội. Mọi người đây hỗ trợ bảo vệ 50.000 gửi xe qua đêm cũng má tiếng nữa. Lúc đó đổi hai chiếc nè, đây là hai chiếc xe đầu xe em sau đây, đăng kiểm mùa đăng kiểm mọi người đây, xếp hàng xử lý số điện tử nó xe đậu xe nào bên này đó. Nóc cửa xe đậu xe đây tiền bãi qua đêm là 50.000 cho người. Sáng mai họ sẽ phát số thứ tự. Số thứ tự nãy mình có là 109. Sáng mai 6 giờ họ sẽ đọc số thứ tự và biển số xe lên đăng kiểm nha mọi người. Tốn tiền và để phí đăng kiểm. Việt Nam mẹ mệt mỏi quá trời, từ 2 giờ sáng qua tới giờ này. Tôi 3 giờ sáng qua kìa. Sách tài á. Sách tài. Hả? Tôi có thiệt mà những chơi đâu. Bài tài con mẹ gì 2 giờ sáng cũng như là cái thằng kia tới 1 giờ đó là thằng đầu tiên luôn, giờ anh sách tài đầu tiên luôn, vô đầu tiên luôn đó. Tới 1 giờ trưa hôm qua đó nó tới. Đúng rồi. Tới lăng thang hai ba ngày, ba bốn ngày luôn á. Thông tả bán không? Cái gì? Thà bà này thông bà bán ngon quá. Mình ngon. Anh em tài xế chán chết mẹ. Giờ không có tụi tôi rồi, mấy anh xỉu không? Xỉu chứ. Bởi xỉu chứ. Xỉu. Xỉu luôn á. Lăng thang nó tới 1 giờ đụng nè vô trong cái đụng vô trong cái đầu luôn rồi đổng luôn. Làm mình thì sợ mấy anh kia đăng kiểm mấy đuổi dám rút vô sợ nó đuổi. Ổng vô cái ông cứ đuổi. Quan trọng nha, sang tin mở trung tâm đăng kiểm nha.
ngày thứ hai, ngày 3 tháng 1, 2, 3. Đó. Xe mình đậu đây. Đấy. Đó, quan cảnh. Cà phê cái đợi gọi tên bên phía xe lên đóng tiền lệ phí đăng kiểm cho người, rồi sau đó đăng kiểm xong khám xe xong mình sẽ đóng tiền bỏ tiền đường bộ, xong sẽ trả hồ sơ dán tem cấp giấy và đi về. Còn chưa thì vô này sẽ lại biết tới khoảng 6 giờ. Ừ, bắt đầu nhận hồ sơ. Cục má có giấy rồi. Đó, nó
chiều làng quê. Sau 2 ngày 1 đêm trầu trực ở trung tâm đăng kiểm Cát Lái quận 2, mình đã đăng kiểm thành công nhiều người. Thời gian cho chu kỳ đăng kiểm tiếp theo của mình nó cho là 18 tháng, bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 2023 tới ngày 3 tháng 7 2024, là 18 tháng. Đây luôn lệ phí đăng kiểm trên hệ thống hóa đơn điện tử nha mọi người, nó 340. Cái này là lệ phí đóng bảo trì đường bộ từ ngày 9 tây tháng 7 2021 đến ngày 3 tây tháng 7 2024 mọi người. Đó, xe này nó nợ năm ngoái nợ phí đường bộ. Đó, cho nên đóng từ ngày 7 tháng 7 2021 đến ngày 7 tháng 7 2024 là theo chu kỳ đăng kiểm.